gian khó. Có những khi vấp ngã trên cuộc đời, gia đình luôn rộng mơ. Có những khi trời trong xanh dịu dàng, cũng có những hôm giông tố. Dẫu khó khăn ta vẫn luôn mỉm cười, vì đây ta có gia đình đầy mẹ. Em cũng nhớ là vào ngày này có một cô bé gái xinh đẹp, mạnh mẽ và luôn luôn biết vượt qua nỗi sợ hãi sinh ra đời hả? Thiệt á anh. Ừ. Hôm nay anh có rảnh không? Anh chắc em tới chỗ này được không? Ừ, hôm nay anh rảnh. Em muốn đi đâu thì để anh đưa em đi nha. Dạ, anh đợi em thay đồ xíu nha. Ừ. Màu sắc như em thì ở đây là thiên đường rồi ha. Tại em thích đọc sách mà. Hồi đó em hay tới đây với ba mẹ lắm. Mà từ ngày ba mẹ mất, em không dám tới đây nữa. Nhưng mà không sao, em sẽ nghe lời anh, chiến thắng nỗi sợ trong lòng mình. Được không? Let's go. Hy vọng là Bảo An sẽ thích cuốn sách này. Bảo An. Anh Khôi. Anh tặng chúc mừng sinh nhật em nè. Đi đâu cũng nhớ Sài Gòn và em. Anh cũng thích anh Khang hả? Thiệt ra thì anh thích đọc sách về mỹ thuật hơn. Còn những tác giả này anh không có biết. Anh mua đại thôi à. Hy vọng là em thích nha. Em tự anh cũng thích giống em chứ. Nhưng mà không sao, em cảm ơn anh nha. Gì đâu mà cảm ơn. Thấy em vui á là được rồi. Em có muốn uống gì không? Để anh đi mua cho. Hay là bây giờ mình đi cà phê bệt đi. Ừ, đi. Lâu rồi anh cũng chưa ra cà phê bệt á. Vậy đợi em xíu nha. Mình ngồi đây luôn nha. Nè, nước của em nè. Cảm ơn nha. Lâu lắm rồi anh mới ra đây ngồi lại á. Cái hồi sinh viên ha, là tụi anh ngày nào cũng ra đó. Tụi anh ra chơi nè, ca, múa, đàn, hát nè. Trời ơi, nghĩ lại hồi xưa vui ơi là vui luôn á. Đúng là thời sinh viên của anh. Anh liệt thiệt luôn á. Nhưng mà bây giờ hả, cái đám bạn của tụi anh chơi á, đứa thì có bạn gái, đứa thì có gia đình, đứa thì có con. Chỉ còn có mình hơn anh là lông bông thôi á. Em thấy anh cũng được mà, sao không kiếm ai quen đi?
Em nghĩ gì vậy anh? Anh đó hả? Ừ. Để em nhìn thử coi. Về ngoại hình thì em chấm anh 7 điểm. Còn về tính tình thì... Tính tình của anh sao? Trừ cái tính nhát gái của anh ra thì anh được 7 điểm rưỡi. Cái gì mà em chấm anh thấp điểm quá vậy? Em nghĩ là cao lắm đâu mà. Anh nghĩ mình ít ra cũng phải được 9 điểm chứ. Không có đâu. Mà anh không định kiếm bạn gái hả? Bộ anh kén chọn. Anh có kén chọn cái gì đâu. Chỉ tại không có ai thèm quen anh thôi. Không thèm quen. Alo, alo. Dạ. Em đang nói chuyện với anh mà tâm hồn của em bay đi đâu vậy? Tại nước ngon quá. À mà anh, bộ thích chị Phấn hả? Trời, em nói cái gì tào lao quá vậy? Làm gì có chuyện đó, ai đồn hả? Không có ai đồn hết trơn á. Tại vì em thấy anh quan tâm với chị Phấn. Thì anh thấy hoàn cảnh của chị Phấn khó khăn cho nên là anh muốn giúp đỡ vậy thôi à. Chứ lại anh xem chị Phấn như là chị của mình vậy đó. Không có chuyện đó xảy ra đâu. Vậy mà em cứ tưởng. Tưởng, suốt ngày cứ tưởng. Đọc sách rồi mơ mộng hão huyền quá cô nương ơi. Uống nước đi. Ừ. Anh cứ mua cho tôi đi. Tôi không quan trọng là 2 tỷ hay 3 tỷ. Cái quan trọng là cái 2 tỷ hay 3 tỷ đó đó. Nó phải để cho tôi lời được 10 tỷ. Vậy ha. Ok vậy đi. Rồi, ok. Dạ em xin lỗi chị nha, em hơi bận xíu. Không sao, không sao. Dạ. Thì vậy mình vô việc luôn ha chị ha. Thì hiện tại chị có ý định đầu tư vô cái gì không ha chị? Chị cũng muốn đầu tư á, nhưng mà chị mới bị phá sản á. Thì chuyện làm ăn á thì nó không có được may mắn á chị. Nhưng mà theo con mắt nhìn người của em á, con mắt kinh doanh nhìn người của em thì em thấy chị là một người rất là có tài. Nhưng mà xui cái là chị chưa gặp thời thôi. Em đoán đúng á. Chị á, lúc trước chị giàu lắm á. Công ty chị làm ăn ngon lành mà mới bị lừa hết luôn tiền. Thì chị làm ăn không may mắn là điều hiển nhiên mà chị. Ai cũng có thể phá sản bình thường mà. Thì hồi trước á, em có là một con người rất là khó khăn. Em chỉ là một con người bình dân thôi. Hồi xưa em đi bán chuối á chị. Nhưng mà khi mà em tin tưởng mua những mặt hàng hiện tại em đang bán á, thì một năm em thu nhập tới lợi nhuận là đến tới 10 tỷ lần á chị. Vì đầu tư vào nhiều mã hàng á thì tiền lời của chị sẽ nhiều hơn. Ví dụ như là chị đầu tư 1 tỷ vào mã hàng của em á thì chỉ thu lời được 400 triệu ngay lập tức luôn. 400 triệu ngay lập tức? Dạ. Nhưng mà hiện tại á, chị thật sự luôn á là chị không có tiền. Thì cái này bên chúng em á, em không có bắt buộc chị gì hết. Nếu mà chị sợ làm giàu hay là chị sợ về cái việc mà thu tiền về túi á, thì em khuyên chị đừng nên làm. Thật sự. Em bình tĩnh, chị sẽ suy nghĩ lại nha. Em tin chắc chị sẽ rất là thành công. Tại vì chị là một con người bất chấp mọi thứ để đạt được sự thành công. Mà thôi cũng trễ rồi. Em có việc phải đi, tại vì em phải gặp đối tác khác của em nữa. Dạ, cảm ơn chị nhiều. Dạ rồi, cảm ơn chị. Gái về hả? Chào ba. Sao rồi? Đi xin việc sao rồi con? Không ai nhận con hết trơn á. Ủa? Sao kỳ vậy? Con gái ba xinh xắn dễ thương nè. Vậy mà xin việc không ai nhận là sao? Uống miếng nước coi. Uống ba. Bây giờ thấy con thấy xin việc làm khó quá. Thì mình xin không được lần này thì mình xin lần khác, có gì đâu. Mà thôi kệ. Đừng buồn nghe không. Đợi ba chút xíu. Cái gì vậy ba? Uống nước đi. Cái này ba đưa cho con.
Đây là cái tiền ba dành dụm biết bao nhiêu năm đó. Bây giờ ba cho con để con đi học, đi làm cái nghề, rồi con dễ xin việc, hiểu không? Thôi thôi, nếu vậy con càng không nên nhận. Cái này là tiền dành dụm của ba mà sao nhận được? Con nhỏ này, bà cha mẹ. Con mà có cái gì đâu, con cứ giữ đi. Rồi mới mốt học có tiền trả cho ba. Ui dạ, sao ba đau bụng ba, đó? Con tự đi làm, dạ. Con tự lấy tiền. Ba không lấy đâu. Con để trên bàn lá ba cất nha. Vì đầu tư vào nhiều mã hàng á thì tiền lời của chị sẽ nhiều hơn. Ví dụ như là chị đầu tư 1 tỷ vào mã hàng của em á thì chị thu lời được 400 triệu ngay lập tức luôn. 400 triệu ngay lập tức? Dạ. Giờ sao giờ ta? Tiền ở đâu bây giờ? Bạn bè thì không cho, người trong nhà thì không có. Của ai á, nhưng mà tôi mượn đỡ đi, mốt có tiền tôi trả lại. Tới rồi. Cái anh này làm gì vậy? Làm gì đâu, anh để tay tự đụng vô mặt anh chứ bộ. Mệt ghê, chọc ghẹo hoài, ngủ xíu cũng không yên nữa. Ngủ chút xíu mới ngủ từ nhà tới trường luôn. Thôi chạy tiếp đi, anh dừng chi gì trời, nóng quá à. Chạy đi đâu nữa, tới rồi. Tới rồi hả? À. Ờ, vậy thì tới lượt em. Anh thấy em cũng hợp với nghề lơ xe lắm đó Phấn. Ừ, chứ sao. Vậy thì anh tăng lương cho em đi. Với lại dẫn em đi ăn một bữa hoành tráng luôn, được không? Em định dụ anh hả? Không có dễ đâu, mơ đi. Trời ơi, đàn ông gì đó mà keo kiệt dữ vậy trời. Người ta làm cực khổ muốn chết luôn, dẫn đi ăn có bữa không dẫn nữa. Ai nhìn em mà nói cực khổ anh chết liền á. Em rủa anh. Khùng hả? Điên quá. Ai rủa? Ừ. Em rủa anh rõ ràng. Ừ, khùng quá, không có. Ngứa gãi. Anh trừ lương nha. Ngứa gãi. Ừ. Liếc cũng bị trừ lương. Sao làm gì cũng bị anh phát hiện vậy? Thôi, đừng đứng đó, nó cua nương qua phụ tôi đi nè. Ờ thì phụ, không phụ anh trừ lương sao? Đi ra đi, tôi khinh cho. Ủa, Khải? Dạ. Đủ hàng chưa em? Dạ đủ rồi, anh kiểm tra lại đi. Trời ơi, thôi khỏi đi. Em giao thì anh tin tưởng rồi, thôi anh đưa tiền luôn nè. Dạ. Mà hôm nay tiến bộ dữ ha. Rủ bạn gái theo phụ nữa chứ. Ơ, ừ, no no no. Con phải bạn gái của ảnh. Đi theo phụ hoàng đó mà. Dạ đúng rồi. Em đâu có dám yêu một cái máy ăn không bao giờ no như vậy. Cái gì? Ý anh nói tôi là heo hả? Trời ơi, nè, ta nói nha, mấy cái đứa mà hay gây nhau như chó với mèo á, sau này kiểu gì cũng yêu nhau mà nào cũng hay á. Không. Thôi thì mày muốn làm gì đó làm, xách đồ vô kho giùm anh nha. Dạ. Anh vô lo công chuyện trước à. Tôi không bao giờ yêu một người mới có nụ cười đáng ghét như anh bao giờ đâu. Ôi ghê quá à. Thôi làm đi. Đáng ghét. Dị ứng quá.
Tin em. Con thề với ba, ngày hôm đó là con đặt lại trên bàn nè, con không có lấy. Bởi vì con quyết tâm rồi, con sẽ tự kiếm tiền. Ba là ba tin con, chứ con lấy rồi con nói vậy làm chi. Còn tôi á, là tôi thề á, tôi không bao giờ lấy tiền của ông á. Nếu mà tôi lấy là tôi lấy mấy trăm triệu, chứ lấy chi vài chục triệu. Bà là tôi không tin bà. Ba người ở đây cũng không ai tin bà hết. Ông vô lý quá vậy. Sao ai ông cũng tin, còn tôi ai không tin. Ông vừa vừa mãi mãi thôi. Bà nhìn cái mặt bà coi, có đáng tin như mấy cái người này không? Tôi bình thường, mặt tôi bình thường. Không có bình thường một chút nào hết á. Bây giờ tôi phải đi xét cái phòng bà. Mọi người vô đây với tôi. Muốn xét thì ông cứ xét đi. Chắc ông xét luôn á. Ba. Nè, cái ông gì? Không có ngon, ông xét tôi luôn đi. Trời ơi, có xét mà, định xét tôi luôn cái ba, gì? Từ từ. Không có, im lặng đi, đừng có khóc lóc mà. Không có mà thể nào mà mất tiền được hết. Tức thiệt luôn. Ở trong nhà mình mà làm sao mà mất được. Bà hỏi con nè. Đâu đây thôi chứ. Trời ơi. Mấy cái chỗ này chắc không có giấu đâu. Giấu là phải giấu mấy cái chỗ nào mà người ta không ngờ tới, hiểu không? Chứ mấy cái chỗ này không thể nào mà giấu được. Tủ quần áo. Ông làm cái gì vậy? Sao mọi người không ai tin tôi hết vậy? Trời ơi, mọi người muốn tôi chết hả? Tôi đâu phải bọn đầu đường xóa chợ đâu. Thôi mẹ, bình tĩnh mẹ. Đúng rồi đó anh hai ơi, nhiều khi tiền để lạc đâu anh tìm lại đi. Chứ em nghĩ chị hai không có lấy đâu, người một nhà hết mà. Trời ơi. Thôi đừng có la nữa. Được rồi, vậy thì để anh coi lại. Chứ tiền đó là chị chuyển từ túi này sang túi người khác thôi. Chứ không thể nào mà không cánh mà bay được, hiểu không? Không phải bọn đầu đường xóa chợ mà lấy tiền của ông. Bây giờ là y chang đầu đường xóa chợ đó. Thôi đi ra đi anh hai. Ông già mắt gió. Bà già mắt gió. Ôi mẹ. Mẹ ngồi dậy, con nói nè. Mẹ lấy của ba đúng không? Mẹ lấy tiền của ba đúng không? Tiền đó là ba dành dụm rất là lâu rồi. Mẹ trả lại cho ba đi. Con tin mẹ lần này nha. Mẹ có cách để kiếm tiền rồi. Chỉ trong một tháng là mẹ sẽ trả lại cho ba thôi. Mẹ chỉ tạm mượn tạm của ba thôi à. Con tin mẹ đi. Tiền đó là ba để dưỡng già, mẹ nhất định phải trả lại cho ba đó. Mẹ biết rồi, mẹ chắc chắn sẽ kiếm tiền được để trả cho ba. Con tin mẹ lần này nha, con đừng nói ai biết hết nha. Nha. Dạ. Yeah. Tiền tôi dành dụm được đó. Với số tiền như đây á, thì em nghĩ là chị sẽ đầu tư được khoảng 3 mã hàng. Thì để coi 3 mã hàng thì chị sẽ thu lãi được khoảng lại được chỉ có 20 triệu mà thôi. Thì tầm cuối tháng này em sẽ gửi lại cho chị 20 triệu nha. 20 triệu hả? Dạ. Thấy cũng được ha. Thật sự mà em nói đây á, thì chị muốn thu lại được nhiều lãi thì chị cứ đầu tư. Chị cứ có bao nhiêu vốn á thì chị cứ đầu tư. Em đảm bảo với chị không bao lâu thì chị sẽ thu lại được rất là nhiều tiền. Nhưng mà thật sự luôn á là tôi không có tiền. Đây là số tiền khó khăn lắm tôi mới kiếm được đó. Như đây là được rồi. Chị đợi em xíu nha. Em đi vệ sinh xíu. Rồi sẵn em chạy ra em lấy hợp đồng với lại giấy tờ để cho chị ký kết luôn ha. Vậy em xin phép.
đi toilet chỉ cả tiếng đồng hồ vậy? Gọi được luôn, chạy vô toilet kiếm mới được. Mày bị lừa nữa rồi, mất tiền nữa rồi. Dạ mẹ con nè. Dạ. Từ từ mẹ bình tĩnh, mẹ đang ở đâu vậy? Được rồi con chạy qua liền á. Sao vậy mẹ? Trang ơi, mẹ bị lừa nữa rồi Trang ơi. Lừa? Mẹ bị thằng đa cấp lừa nữa rồi. Mẹ xin lỗi con. Thôi rồi, không có khóc. Không có khóc. Thôi đi về. Mình đi về, mình không khóc đây. Mẹ làm khổ con nữa rồi. Không có sao hết mẹ, đi. Mình đi về. Không khóc ở đây. Đi về, đi luôn. Nè. Tôi không hiểu bà ngu gì mà ngu dữ gì không biết luôn á. Bình tĩnh đi anh hai. Bình tĩnh cái gì nổi mà bình tĩnh. Anh hỏi em nhìn đi, đầu hai thứ tóc rồi mà con bị người ta gạt vậy, nó mà đâu phải là mới lần đầu đâu, đã bị một lần rồi mà dễ làm giàu quá như vậy thì ngoài đường người giàu đầy rồi đúng không? Ngu quá trời ngu. Ông làm gì dữ vậy? Thì tôi ngu tôi chịu, tôi bị người ta lừa mà, thì coi như tôi mượn tiền của ông đi, mốt tôi có tiền tôi trả lại. Nè, nói được làm được nha. Tiền dành dụm cả đời tôi á, nếu mà không trả được đừng có bước chân vô căn nhà này. Ồ, ông tưởng thích ở nhà này lắm hả? Mẹ. Chị hai. Mẹ ơi, mẹ đừng như vậy. Trời ơi, sao tôi khổ quá gì này. Mẹ. Mẹ. Ủa, Minh Trang, có chuyện gì mà gấp vậy? Anh thấy mẹ tôi đâu không? Ừ, không. Bộ có chuyện gì hả? Mẹ tôi giận ba tôi, sao lại bỏ đi mất rồi? Phải đi kiếm mẹ. Ờ, để tôi giúp cô nha. Hai người vẫn hơn một người mà. Đi. Tôi bị người ta lừa mà. Tôi chỉ muốn kiếm nhiều tiền cho cái gia đình này nó sung sướng hơn thôi. Không biết là mẹ tôi đi đâu nữa, gọi điện không bắt máy. Trời ơi là trời. Thôi cô đừng có lo quá, tôi nghĩ là không sao đâu. Mẹ của cô giận xíu rồi cũng trở về thôi à. Sao mà không sao được, tụi mình tìm từ chiều đến giờ rồi. Anh không hiểu mẹ tôi đâu, mẹ không bao giờ kiểm soát tâm trạng. Đợt trước còn tính tự tử nữa. Ghê vậy luôn hả? Ba nghe là con gái. Vậy hả? Rồi, đợi chút nghe ba xuống liền. Đi ông mất tiêu rồi, con trai nó kiếm không được. Nó kêu tôi xuống đi kiếm nè. Vậy nhanh, khổ ghê vậy.
Ủa chú Khải. Hai. Chú Tuấn. Ba chú Khải, có thấy mẹ đâu không? Không thấy. Không thấy ở đâu hết, khổ ghê vậy. Gọi điện cũng không được nữa, bây giờ sao? Thôi chia ra tìm tiếp đi. Dạ. Đi đi chay. Mình đi đường này. Minh Trang, đưa tôi kiểm tra coi. Anh đừng đụng vô. Thôi, cô bị bong gân rồi đó. Để tôi đỡ cô lên ghế ngồi nè. Cẩn thận, từ từ thôi. Cái này là phải chườm đá với lại băng bó liền á. Thôi, không sao đâu. Bây giờ mình đi kiếm mẹ trước đã. Không có được đâu. Bây giờ mà cố gắng đi á là vết thương nó sẽ trở nên nghiêm trọng. Tôi nói không có sao mà. Vậy thôi để tôi dìu cô nha. Thôi được rồi, cảm ơn anh. Cô có đi được không? Tôi xong rồi, cô nhớ cẩn thận nha, đừng có đi lại nhiều quá. 2-3 ngày là nó khỏi thôi à. Cảm ơn anh. Tôi đi về trước nha. Trời ơi, khổ thiệt á. Nó đi đâu mà kiếm không được bả luôn nha. Con chào chú. Không hiểu được. Con chào chú. Chào con. Trời ơi, chân con bị sao vậy? Hồi nãy hả? Hậu đậu vội vàng kiểu gì con bị chật chân. Có sao không? Anh Khôi cõng con về xong rồi băng bó liền nên chắc không sao đâu ba. Có đau lắm không con? Cảm ơn con nha. Dạ. Mẹ có gọi điện hay là tìm thấy tung tích gì không ba? Khổ ghê vậy, không thấy bà đâu hết trơn á. Bà này hồi đó giờ vẫn vậy. Nó giận hờn là bỏ đi mất tiêu, không thay đổi. Hồi đó cũng vậy, bây giờ cũng vậy con. Thôi, anh hai cũng mệt rồi. Anh với bé Trang nghỉ ngơi đi. Em ra ngoài em tìm vài vòng nữa rồi em về. Vậy nha, nghỉ ngơi nha con. Dạ. Chú đi nha. Dạ. Con cũng xin phép về trước nha chú. Cảm ơn con nha. Trời ơi, đói bụng quá, biết làm sao bây giờ. Ủa, cô Hạnh. Ủa, Bảo An. Ngồi đi. Đứng chào cô. Cô ngồi đây hóng gió hả cô? Bảo An ơi, cô khổ quá Bảo An ơi. Cô bị gì vậy? Cô đang có chuyện buồn hả? Cô buồn lắm, nhà cô không ai còn thương cô nữa hết á. Mọi người bỏ cô hết rồi. Là sao cô? Con không hiểu hết trơn vậy? Con là người tốt bụng á. Con cho cô về nhà con ăn miếng cơm được không? Cô nhịn đói từ sáng tới giờ luôn á. Vậy bây giờ cô về nhà con nha, con nấu cơm cho cô ăn. Đi nhanh đi, đói bụng quá. Dạ. Cô Hạnh, cô đi đâu từ chiều tới giờ mà con với Trang rồi chú Tuấn chú Khải nữa đi kiếm cô không thấy? Mọi người đó kiếm cô làm gì? Họ có ưa ám gì cô đâu. Cô nói gì kỳ vậy? Chú Tuấn với chú Khải đi kiếm cô tới giờ vẫn chưa về luôn á. Còn Trang thì bị té. Ủa, Trang nó té hay sao? Dạ, bị bong gân. Nhưng mà con đã băng bó cho Trang rồi, cũng không có nặng lắm đâu cô. Vậy cũng đỡ lo. Nhà con có gì ăn? Cô đói bụng quá, cho cô miếng cơm đi. Vậy cô đợi con xíu nha, con xuống làm đồ ăn cho cô. Nhanh nhanh nha, đói bụng sắp xỉu lắm rồi. Hồi chiều con thấy ba con quá đáng không? Con cũng không biết nói làm sao nữa. Con biết là lần này mẹ sai thiệt. Nhưng ba biết tính mẹ đó. Mẹ chỉ muốn cho con, cho mẹ, cho gia đình mình đỡ khổ thôi à.
Nhưng mà cái vấn đề là bà bị gạt lần rồi chứ đâu phải là bà chưa bị đâu. Phải chưa bị thì không có nói, hiểu không? Mà cái đó là cả gia tài của ba đó, chứ ít đâu thì khổ ghê. Ủa anh sao không kiếm được hả em? Nãy giờ em lấy xe đi mấy vòng mà bà không thấy chị Hai anh ơi. Mà giờ này còn chưa về nó tính ngủ bụi luôn hay sao trời? Chắc chị Hai qua nhà mấy bà bạn ngủ đỡ thôi, mai bớt giận rồi chị về. Hai người đừng có lo quá. Thôi chắc em cũng mệt rồi, em nghỉ ngơi đi. Cảm ơn em nha. Vậy thôi em vô phòng trước. Hai người cũng nghỉ ngơi sớm đi nha. Dạ. Thôi đi ngủ đi ba, cũng khuya lắm rồi. Có đau nhiều không? Bị nhẹ à, không sao đâu ba ơi. Thiệt không đó? Dạ. Không có nói xạo ba đó, mình đưa vô. Từ thôi đi, mới động nữa. Vẫn luôn mỉm cười vì nay ta có gia đình.